Quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp được phát sóng trên đài truyền hình IBC TV trên ba tầng 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 được phủ sóng toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada, trên Caps điện tử và trên hệ thống website của IBC TV us Phụ trách chương trình tin tức bản tin 10 giờ tối ngày hôm nay, Sứ Nguyên Tuyết Nha và Vũ Quang viên xin trân trọng kính chào quý vị. Và IBC TV cũng được phát hành trên trang YouTube IBC TV Official. Rất mong quý khán giả có thể like và subscribe để đón xem rất nhiều những chương trình nổi bật được cập nhật liên tục. Sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả đến với phần điểm tin. Kế hoạch Nga về viện trợ cho Ukraine bị thất bại tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thủ tướng của Anh cho biết ông Putin đã vượt qua ranh giới đỏ và chủ nghĩa mang rợn. Hệ thống chống hỏa tiễn đàn đạo đặt tại thị trường Ba Lan gần biên giới Ukraine. Thủ tướng Jamaica nói với hoàng gia Anh quốc đảo này muốn độc lập. Hoa Kỳ hạn chế visa đối với các giới chức Trung Quốc do nhân quyền. Mở đầu sẽ là tin tức liên quan tới tình hình Nga và Ukraine. Xin mời quý khán giả đón xem sau đây với phần trình bày của sư ngôn viên Vũ Quang Vinh. Kế hoạch Nga về viện trợ do Ukraine bị thất bại tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, một bản dự thảo do Nga soạn thảo kêu gọi viện trợ và bảo vệ dân sự ở Ukraine, nhưng không đề cập đến vai trò của Moscow trong cuộc khủng hoảng, đã thất bại tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ Tư. Chỉ có Nga và Trung Quốc bỏ phiếu đồng ý và 13 thành viên còn lại bỏ phiếu trắng. Đại sứ Liên hiệp quốc Barbara Woodward của Anh đã nói trước hội đồng sau cuộc bỏ phiếu, nếu Nga quan tâm đến tình hình nhân đạo, họ sẽ ngừng ném bom trẻ em và chấm dứt chiến thuật bao vây của họ, nhưng họ đã không làm như vậy. Trong khi đó, Nga phủ nhận vì tấn công dân thường, một nghị quyết của Hội đồng Bảo an cần ít nhất 9 phiếu thuận và không có quyền phủ quyết của Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp hoặc Hoa Kỳ để được thông qua. Đại sứ Liên hiệp quốc Vasily Nebenzia của Nga cáo buộc những người bỏ phiếu trắng hôm thứ Tư là vì lý do chính trị. Giải thích về lá phiếu đồng ý của Trung Quốc, đại sứ Chang Chun cho biết Bắc Kinh có kỳ vọng mạnh mẽ rằng cần phải có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, nhưng trong khi thúc đẩy ngừng chiến, hội đồng cũng nên phản ứng với cuộc khủng hoảng nhân đạo một cách tích cực, thực dụng và xây dựng. Tháng trước, Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng trong một cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an về một dự thảo nghị quyết lên án của xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 của Moscow, một hành động mà các quốc gia Tây phương coi là thắng lợi vì thể hiện sự cô lập của Nga, còn Nga thì phủ quyết, nghị quyết. Thưa quý vị, vẫn tin tức liên quan, Thủ tướng Anh cho biết ông Putin đã vượt qua làn ranh đỏ và chủ nghĩa mang rợ. Thủ tướng Anne Johnson đã cáo buộc Nga vượt qua ranh giới dịch đỏ và chủ nghĩa mang rợ trong cuộc chiến tranh với Ukraine và cho rằng các nước phương Tây cần phải siết chặt những biện pháp trừng phạt để đưa xung đột này kết thúc sớm. Phát biểu với báo giới về việc đến Brussels về hội nghị thượng đỉnh NATO, G7 và Liên Âu kéo dài chưa từng có, ông Johnson cho biết phải áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nữa. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điều đội quân đội và Ukraine mà ông nói là hoạt động quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xích hóa Ukraine moscow còn phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào thường dân ông johnson cho biết sự ủng hộ đối với ukraine đang chuyển dần khỏi sự kháng cự và hướng tới việc giúp đỡ ukraine bảo vệ đất nước và người dân của họ ông nói tham vọng đe dọa nato của ông putin đã gây tác dụng ngược và nato đã tăng cường hiện diện tại nhiều nước ở biên giới phía đông những nhà lãnh đạo dự trù đồng ý khai triển bốn đơn vị chiến đấu mới tại bulgaria romania hungary và slovakia trấn an nữa những nước ở sườn phía đông khi được hỏi về việc Nga đăng cai tổ chức giải túc cầu Euro 2028, ông Johnson nói ý tưởng này mang tính chất khôi hài. Hệ thống chống hỏa tiễn năng đạo đặt tại phi trường Ba Lan gần biên giới Ukraine. Mặt trời lặn trong tháng đầu tiên ở cuộc chiến của Ukraine, khi hai hệ thống phòng thủ hỏa tiễn đất đối không Patriot được đặt tại phi trường Rezo Chasionka ở Tây Nam, Ba Lan vào hôm thứ Tư, các khí tài quân sự này được đặt cách biên giới Ukraine khoảng 100 km. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã thông báo về việc chuyển giao các hệ thống chống hỏa tiễn đạn đạo trong chuyến thăm của bà tới thủ đô Warsaw của Ba Lan vào ngày 10 tháng 3. Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết hôm thứ Tư, Ba Lan đang trục xuất 45 nhà ngoại giao của Nga bị tình nghi làm việc cho tình báo Nga. Nga cho rằng những cáo buộc này là vô căn cứ. Mối quan hệ giữa Nga và các nước Trung Âu từng hình thành một phần ảnh hưởng của họ từ lâu đã trở nên căng thẳng. Nhưng cuộc xâm lược Ukraine đã làm gia tăng đáng kể nỗi sợ hãi và nghi ngờ về ý định của Moscow. Putin đã gửi quân đội của mình đến Ukraine vào ngày 24 tháng 2, theo điều mà ông gọi là hoạt động quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa đất nước Ukraine. Phương Tây cho rằng đây là một cuộc chiến tranh xâm lược nhằm mục đích khẳng định lại sự ảnh hưởng của Nga đối với Cộng hòa Liên Xô cũ. Nhưng sau một tháng đổ máu, các lực lượng Nga đã không chiếm được một thành phố lớn nào các biện pháp trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga vì các hành động của quốc gia này đã khiến Moscow bị tẩy chay khỏi nền kinh tế thế giới. Thưa quý vị, trong khi đó, Thủ tướng Jamaica nói với Hoàng gia Anh, quốc đảo này muốn sự độc lập. Thủ tướng Jamaica Andrew Holness đã nói với Hoàng tử William của Anh và nữ công thức Kay Middleton rằng đất nước, nước Jamaica muốn sự độc lập và giải quyết vấn đề vẫn chưa được giải quyết tới nay. Một ngày sau khi những người biểu tình kêu gọi Anh phải bồi thường cho chế độ nô lệ trước đây, Hai người thuộc Hoàng gia Anh đến Jamaica vào thứ Ba trong chuyến công du kéo dài một tuần đến các thuộc địa Caribbean trước đây của Anh, trùng hợp với 70 năm nữ hoàng Elizabeth lên ngôi, nhưng đang đối mặt với những câu hỏi của công chúng vì di sản của địa chế Anh để lại. Chuyến đi của họ diễn ra gần 4 tháng sau khi thuộc địa cũ khác của Anh là Barbados trở thành nước Cộng hòa bằng cách loại bỏ nữ hoàng làm nguyên thủ quốc gia có chủ quyền. Hành động mà Jamaica đang bắt đầu nghiên cứu và những thuộc địa cũ khác của Anh cũng có thể đi theo. Hàng chục người đã tụ tập vào thứ ba bên ngoài Cao ủy Anh ở Kingston, hát những bài hát là Rastafarian truyền thống, cầm biểu ngữ có cụm từ "Say You Sorry", một cụm từ Patois địa phương kêu gọi Anh hãy xin lỗi. Giới chức Jamaica cho biết chính phủ đang nghiên cứu tiến trình cải cách hiến pháp để trở thành một nước nước cộng hòa độc lập. Các chuyên gia cho rằng tiến trình này có thể mất nhiều năm và cũng có thể cần thêm một cuộc trưng cầu dân ý. Bản tin tiếp theo về việc Hoa Kỳ hạn chế visa đối với các giới chức Trung Quốc do nhân quyền. Một bài bình luận của China Media Group được công bố vào hôm thứ Tư cho biết các hạn chế thị thực đối với các giới chức Trung Quốc do các vấn đề nhân quyền là tiêu chuẩn kép của Hoa Kỳ. Vào hôm thứ Hai, 21 tháng 3, Washington đã quyết định cấm nhiều giới chức Trung Quốc nhập cảnh Hoa Kỳ do đã tham gia vào đàn áp. Những cộng đồng thiểu số sắc tộc hay tôn giáo, chủ yếu là đối với người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo. Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken cho biết đã áp đặt các hạn chế về visa đối với các giới chức của quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bị nghi ngờ có trách nhiệm hoặc chính liếu đến những chính sách đàn áp với các giới chức tôn giáo, thành viên của các nhóm sắc tộc thiểu số, các nhà ly khai, bảo vệ nhân quyền, nhà báo, nhà hoạt động công đoàn, xã hội dân sự và người biểu tình hòa bình ở Trung Quốc cũng như nước ngoài. Washington không nêu chi tiết có bao nhiêu người hay thực thể bị cấm. Bà trưởng Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt ý đồ bịt miệng những nhà đấu tranh người Mỹ gốc ghi ngô nhĩ bằng cách gây sức ép lên gia đình họ ở Trung Quốc. Thông cáo trên được đưa ra vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang gây áp lực để Trung Quốc phải có tác động khiến Nga dừng cuộc xâm lược Ukraine, hoặc ý nhất là không giúp Moscow lách các trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Thưa quý vị, như thường lệ sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ quay trở lại để gửi đến quý khán giả những tin tức nổi bật như là cựu tổng thống Nam Hàn bà Park Geun-hye rời bệnh viện trở về quê nhà, hay tòa bà đốc đã treo cờ rủ để vinh danh của bà outright, hay là mối đe dọa nguyên tử của Nga là chủ đề chính trong hội nghị thượng đỉnh NATO kỳ này, cũng như nhà sáng lập WikiLeaks đã cưới vợ khi đang chịu án tù và nhiều bản tin nổi bật từ Việt Nam. Xin mời quý vị đón xem. Quý khán giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC với phần trình bày của sư ngô viên Vũ Quang Vinh và Tuyết Nha. Chúng tôi cũng rất mong quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ cho trang YouTube IBC TV Official bằng cách like và subscribe để đón xem rất nhiều những chương trình được cập nhật liên tục. Thưa quý vị, trở lại phần tin tức cựu Tổng thống Nam Hàn đã rời bệnh viện trở về quê nhà. Cựu Tổng thống Nam Hàn Park Geun Hye đã rời bệnh viện gần 3 tháng sau khi mãn hàng tù, nơi bà trải qua 5 năm sau khi biết kết tội tham nhũng. Bà Park Geun-hye năm nay 70 tuổi trở thành nhà lãnh đạo được bầu cử dân chủ đầu tiên của đất nước Nam Hàn rời nhiệm sở khi tòa án hiến pháp duy trì cuộc bỏ phiếu quốc hội năm 2017 luận tội bà về vụ bê bối khiến cho giám đốc của hai tập đoàn đó là Samsung và Lotte phải ngồi tù. Bà Park đã mỉm cười khi rời trung tâm y tế Samsung tại Seoul, mặc áo khoác hải quân sẫm màu và cầm một chiếc ví. Bà nói: "Tôi gửi lời chào đến mọi người sau 5 năm, tôi đã hồi phục sức khỏe rất nhiều." Bà từ chối trả lời những câu hỏi của phóng viên. Khoảng 40 người ủng hộ đã hò reo khi bà Park, con gái của cựu độc tài Park Jun Hee xuất hiện. Hàng chục giới chức từng phục vụ trong chính quyền của bà và đảng chính trị bảo thủ của bà cũng tập trung để gửi đến những lời chúc tốt đẹp. Tòa án tối cao đã giữ nguyên bản án 20 năm tù của bà Park vì thông đồng với người bạn đã bị bỏ tù, nhận hàng triệu Mỹ Kim từ các công ty, chủ yếu tài trợ cho gia đình và những nhóm phi lợi nhuận của người bạn bà này. Phà bạch ốc treo cờ rủ để vinh danh bà Madeleine Albright. Phà bạch ốc đã treo cờ rủ để tôn vinh cựu ngoại trưởng Madeleine Albright, người đã qua đời ở tuổi 84 vào hôm thứ tư. Bà Albright sinh ra, ở, sinh ra ở tiệp khắc vào ngày 15 tháng 5 năm 1937. Gia đình bà năm 1939 chạy trốn tới London khi Đức chiếm đóng tiệp khắc. Bà đi học ở thụy sĩ năm 10 tuổi và lấy tên là Madeleine Cha của bà là một nhà ngoại giao và đưa cả gia đình tới Hoa Kỳ. Nơi ông giảng dạy môn quan hệ quốc tế tại Đại học Denver. Một trong những học trò cưng của ông là Condoleezza Rice, người sau này trở thành nữ Ngoại trưởng thứ hai của Hoa Kỳ. vào năm 2005 dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush, Ombrai làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc từ năm 1993 tới 1997 và Ngoại trưởng Hoa Kỳ từ năm 1997 tới 2001 dưới thời Tổng thống Bill Clinton. Trong nhiệm kỳ của mình, bà Ombrai thúc đẩy Hoa Kỳ trở thành siêu cường sử dụng sức mạnh vũ trang. James O'Brien, cố vấn cấp cao của ông dưới thời chiến tranh Bosnia, đã nói bà muốn thúc đẩy chủ nghĩa quốc tế cơ bắp. Bà O'Brien từng khiến người đứng đầu ngũ giác đài bối rối khi hỏi tại sao quân đội lại duy trì quân số hơn 1 triệu quân mà không bao giờ sử dụng. Trong nỗ lực gây sức ép với chương trình nguyên tử của Bắc Hàn, bà O'Brien tới Bình Nhưỡng năm 2000 để gặp lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un trở thành giới chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ tới thăm đất nước này vào thời điểm đó. Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ sự tôn kính đối với bà On -Right trong một tuyên bố dài vào hôm thứ Tư. Mối đe dọa nguyên tử của Nga sẽ là chủ đề chính trong hội nghị thượng đỉnh NATO. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jay Sullivan chia sẻ mối đe dọa tấn công nguyên tử của Nga là một trong những chủ đề chính được Tổng thống Joe Biden và đồng minh Hoa Kỳ thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ngày hôm nay. Ông Sullivan cho biết, nhà lãnh đạo NATO thảo luận về cách ứng phó những mối đe dọa như vậy, tái khẳng định Hoa Kỳ không thấy bất cứ lý do gì để điều chỉnh khả năng nguyên tử của nước này. Phát biểu với báo giới trong chuyến đi tới Brussels, ông nêu rõ tất nhiên đó là điều mà Hoa Kỳ phải đặt mục tiêu tham vấn chặt chẽ với đồng minh, với đối tác, cũng như tiếp xúc trực tiếp với phía Nga. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ nói thêm, Hoa Kỳ có một khái niệm và an ninh nội địa và điều đó đã được công bố. Quý vị có thể thấy rất nhiều lý do để sử dụng vũ khí nguyên tử. Nếu có một mối đe dọa hiện hữu với đất nước Hoa Kỳ, thì vũ khí nguyên tử có thể được sử dụng theo khái niệm mà Hoa Kỳ đã đưa ra. Nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange cưới vợ khi vẫn đang chịu án tù. Nhà sáng lập Wikileaks vừa tổ chức đám cưới với một bạn gái của mình tại một nhà tù ở Anh, nơi mà ông đang bị giam giữ. Truyền thông của Australia hôm nay và ngày 24 tháng 3 cho hay nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange vừa tổ chức đám cưới với bạn gái Stella Morris tại nhà tù Plymouth của Anh, nơi ông đang bị giam giữ từ năm 2019. Trong đoạn băng hình được phát trên các hãng truyền thông, Australia không thấy sự xuất hiện của Julian Assange, một công dân Australia, trong khi người bạn đời của ông mặc áo cưới đứng bên ngoài cổng nhà tù và cắt bánh cưới. Julian Assange gặp Stella Morris vào năm 2011, trong thời gian cô tham gia đội ngũ pháp lý của ông lúc ông đang trú ngụ trong đại sứ quán Ecuador tại thủ đô London của Anh hiện hai người đã có hai người con chung thưa quý vị và bản tin tiếp theo liên quan tới Việt Nam nhà hoạt động chống BMT Bận Đỗ Nam Trung bị tuyên án 10 năm tù nhà hoạt động người Nam Định bị tuyên án sơ thẩm trong phiên xét xử vừa diễn ra ngày 30/24 tháng 3 Tòa án cấp cao Hà Nội xét xử phúc thẩm đối với ông Đỗ Nam Trung do có đơn kháng cáo Trở lại tháng 12 năm ngoái, ông đã bị tòa án nam định buộc tội phát tán tài liệu chống lại nhà nước theo điều 117 bộ luật hình sự 2015 với án 10 năm tù. Kết thúc phiên xét xử phúc thẩm, ông Trung đã bị tòa tuyên án 10 năm tù giam và 4 năm quản chế. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do ngay khi biết đến kết quả phiên tòa, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, người sống với ông Đỗ Nam Trung cho biết quan điểm của bà thực sự là trong suy nghĩ của bà và gia đình thì nghĩ rằng bản án này không thay đổi nhưng về phía cha mẹ cha mẹ mong là họ có thể giảm cho anh trung được một ít ông bà còn hy vọng chờ ngày con về đoàn tụ vì dù sao cũng đã lớn tuổi chỉ sợ lúc con ra tù ông bà không còn trên đời nữa còn bản thân cô cô nghĩ thì đây là một điều rất kinh khủng tàn độc và dã man không còn lời gì để mô tả nữa Luật sư Đặng Đình Mạnh, người bào chữa trong Trung cho biết trong một phiên xét xử hôm nay, hội đồng xét xử đã không những làm thay bổn phận của đại diện viện kiểm soát, mà còn không để ý tới những ý kiến tranh luận của các luật sư. Công nhân của công ty Triumph ở Bình Dương tiếp tục đình công sang ngày thứ Năm. Sau cuộc đối thoại giữa lãnh đạo công ty Triumph Việt Nam và các công nhân không đạt được thỏa thuận, vào ngày 24 tháng 3, một cuộc họp khác giữa các bang, ngành địa phương lãnh đạo công ty và đại diện công nhân đã được tổ chức. Theo báo giới trong nước loan tin, vào ngày 24 tháng 4, dẫn lời của ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương nói rằng hôm nay 24 tháng 3 cũng là ngày đối thoại giữa chính quyền, chủ doanh nghiệp và người lao động để có tiếng nói chung hài hòa lợi ích của hai bên. Theo báo giới trong nước, trước đó vào ngày 20 tháng 3, khoảng 2.000 công nhân của công ty Triumph International Việt Nam hoạt động tại khu công nghiệp Bình Dương đã đình công đòi lãnh đạo công ty tăng 5% lương như đã ký kế kết trong thỏa thuận hợp đồng thay vì là 3%. Đến ngày 22 tháng 3, Công an Bình Dương, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương và chính quyền thành phố Dĩ An đã có buổi làm việc với đại diện công ty và công nhân để tìm cách giải pháp. Kết thúc cuộc họp, đại diện công ty vẫn giữ nguyên mức tăng lương 3% với lý do công ty đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, theo phản ánh của công nhân được báo giới trong nước ghi nhận vào tháng 1 năm 2022, công ty đã cắt giảm tỷ lệ phần trăm tăng lương từ 5% xuống còn 3%, và điều đó không đúng theo thỏa thuận lao động mà công ty đã ký vào năm 2018 với từng công nhân. Thưa quý vị, cửa hàng mì ăn liền nổi tiếng với giới trẻ Thái Lan. Tại Thái Lan, đất nước nổi tiếng với những món ăn đường phố và ẩm thực nhiều gia vị, mì ăn liền có vẻ như là món ăn không thể thiếu. Nhưng đối với những thanh thiếu niên như là Ratchadaporn Krongram, một cửa hàng lưu trữ hơn 70 loại mì ăn liền từ khắp Á châu, cho phép mọi người nấu và ăn ngay lập tức là một trải, trải nghiệm đáng để thưởng thức. Kể từ khi Good Noodle mở cửa tại trung tâm thương mại ở Bangkok vào tháng 10 năm ngoái, hàng ngàn khách hàng trẻ tuổi đã đi qua các kệ hàng rực rỡ để mua mì từ các quốc gia Indonesia, Nam Hàn, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông. Mì ăn liền rất phổ biến tại một số nước Á Châu vì hương vị thơm ngon, tính linh hoạt, tiền lợi và giá rẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo không nên ăn quá nhiều, thực phẩm đã qua chế biến kỹ vì nó thiếu những chất dinh dưỡng quan trọng. Giám đốc điều hành của cửa hàng, ông Khô, Juan Couture đã cho biết ông đã lùng sụp khắp cửa hàng và siêu thị Bangkok trong thời kỳ đại dịch, tìm mua tất cả các loại mì ăn liền khác nhau mà ông có thể tìm thấy, thì ra tới hơn 350 loại mì. Và như vậy, ông đã nhìn thấy một cơ hội kinh doanh. Ông nói ông muốn mang đến cho khách hàng một trải nghiệm ăn mì ngay lập tức, không phải mua từ những cửa hàng hay siêu thị khác, sau đó lại bỏ quên chúng ở nhà. Quý vị vừa theo dõi bản tin cuối cùng trong chương trình tin tức buổi tối ngày hôm nay cùng với đài truyền IBC TV do ban tin tức Sướng ngôn viên Tuyết Nha và Vũ Quang Vinh phụ trách. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị và cảm ơn các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với đài. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả những cơ sở kinh doanh, thương mại và nếu quý vị muốn tiếng nói của mình gần hơn với quý khán giả gần xa, xin quý vị có thể đăng quảng cáo rao vặt trên đài IBC TV với rất nhiều những chương trình và những package khác nhau để quý vị lựa chọn. Mọi chi tiết xin mời quý vị liên lạc với đài với số điện thoại là 714 892 5400. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị vô lượng an lạc.